Sáng chợ bệnh mấy giờ tan mà chính? 8 giờ, 8 giờ mấy nè. Sớm giờ vậy? Thì được 8 giờ rưỡi sơn. Sớm quá ngày vậy? thường là 8 giờ là tan á, chợ nước đá Dạ. mà. Tan nhanh quá kêu nước đá hả? Mấy người kia xuống hỏi chị bán chợ nước đá hả? Hỏi nước đá là chợ gì, nó chợ Cường An. Tan chợ quá sớm hả? Tan chợ sớm á. Chủ nhật thì trưa đựng chút. Dạ. Ủa tôm này tôm gì mà cái càng nó bự mà nó rặn ri dữ vậy? Ở dưới mà chính thì bằng con tôm tích mà ở trên đây thì con bằng nè, này nè. Tôm ve. Ở đây kia bằng tôm ve. Nó đi thục lùi hả? Này bỏ cái chén đó, chén bỏ vô cho thằng ấy. À đúng rồi. Cho Sơn Hạ chơi nó. À đây mày bảo anh thả vô chậu chơi. Chậu nó đi thục lùi hả? Tôm ve hả? Tôm ve. Lạ hả? Nó bự nhất là cái này hả mà chính? Bự nữa. Bự nữa hả? Con thấy lớn hơn. Vậy cho con đi, hồi đem bảnh nuôi chơi. Nuôi biết nó sống nổi nữa nghe. Đừng đừng lấy cái nước xay xong á, nước xong á. Nó đang ở đó mà dạ. Nước này lên chết. Nó đương. Tôm lạ quá cậu bảy. Nhìn bên càng bự bên càng nhỏ. Nó có còn gì đâu chơi. Nó còn bự dạ. Nữa nó. Nhỏ toàn chơi mấy này không à. À chơi này không. Bắt đem về bỏ vô trong cái chén dạ. Nó búng toàn nghe anh mẹ. Lấy cái cây nhang chọc nó búng vô trong cái chén toàn chứ kiểu. Nhìn nó đẹp. Nhìn nó lạ. Còn mấy nhỏ này làm gì mà chính? Ủa, cho gà. Ủa vậy? À cho gà. Chứ thường cái này xưa là mình cho vô mình kho mặn đúng không? Kho mặn rang rang á. Rang rang đó. Vậy cũng là bữa cơm nè. Giờ nó bỏ, ăn đó, bỏ cho gà ăn là quá sang rồi. Đâm cái miệng lắm Sơn ơi. Dạ mà chứ. Giờ nó đâm cái miệng. Ăn không hỉnh. Cái này cái gì bóng dừa không mà chính không phải. Bóng cát. Ừ. Dạ. Con ăn món cá không biết làm sao nữa đấy, bỏ vô tủ lạnh. Bỏ tủ lạnh đi dành. Ở trong còn cá chút chút gì nhiều lắm. Dạ. Để cho gà. Mấy tôm tươi á. Đi lấy ấy đây. Lấy hũ đựng. Lấy hũ đựng này. Hồi nãy cậu chính nó tên tôm gì? Tôm ve. Còn tên nữa? Tôm tích. Không, à, tôm tích thì không phải. Tôm tích dạ. Không biết đây kêu bằng tôm gì. Ở dưới quê không có con tôm tích kia sao? Ở dưới dạ, không có con không phải tôm tích biển hả? Không. Tôm bún hả mẹ? À nó bún cái bon hay kêu tôm bún hả? Nó dữ hả? Rồi nó về với à. Nước nhiều quá sống không anh? Sống. Làm gì vậy anh này kiếm cái hũ nhỏ nhỏ anh nuôi thử coi sống không? Nó ăn cái gì gầu chín? Đó bún tóc tóc sao? Nó ăn cái gì gầu chín? Mày biết nữa. Trời nó bún mạnh dữ vậy hả? Ừ. Ôi bún cốc cốc luôn. Trong cái chén á. Ôi ơi. Bún cái chân kiểu á. Bún vô á kìa. À. Trời nó đá nhau kìa. Tôm gì á? Bún tôm ve. Ở trong cái chén kìa bon bon lớn vậy. Trời ơi, nó bún kìa tấp tấp luôn. Nè nó vô đây cắn nhau. À nó cắn nhau chắc chết quá. Nó có một cái càng rất là bự. Đây, còn, đây. Mạnh quá còn kêu dữ nữa. Đây còn con nhỏ nữa nè. Không biết nó ăn gì thả vô cho ăn. Cá ông hỉnh hả? Cá nó có ăn không? Cá ông hỉnh còn sống nè. Ừ, mấy cá ông hỉnh vô lội chơi đi. À, bọc bánh xèo ha, mình cho hành lá vô. Thấy nè, mấy nè lấy học rồi kìa. Vô đây mà một trái dừa đó Sơn. Dạ, béo dữ à. Bởi vì cái này mình làm ăn chứ bán là lỗ rồi. Tại vì cái trái dừa nó mình không tính tiền vô. Dừa đây cũng rẻ, nào thẳng dắt nó 15 ngàn sao. Dạ. Rẻ quá ha. Dắt sẵn luôn. Dắt tiền dưới 15 ngàn. Ủa, là ngoài chợ mà rẻ vậy hả cậu Chính? Rẻ đó trời. Làm sao mà lột lấy cái hộp ra. Lột ra. Để cậu lột đi thì con ngồi dưỡng cho cậu. Cắt cái dao kính hôm qua làm một hơi một 10 phút rồi. Trời ơi đâu mới quay qua. Tại vì chị Sáu nó lọt cái dao mỏng thì đẻo cái đít đẻo cần ngay rồi nó đâu tắt cái gì nó cái dao kính nó lại hai. Mít này mua hả bà Chính? Bảy mua cái gì? Ờ mà bảy mua hả? Nghe nè, đừng nghe hơn. Nè. Tụi me nè. Đây cái nó bự thì rồi mua thứ ta cái cá lớn. Nè lấy hộp cho rồi ăn. 11. Ống 11. Mẹ là chỉ lấy hộp ra vậy nè, ăn nó không. Mẹ thì thường mẹ hay xào nó, đừng cho nó không có mọt. Này em lấy hộp. Dạ, xào cho nó nóng lên cái. Bỏ đường vô xào. Vậy hả? Dạ. Bỏ đường luôn hả chị?
xíu đường mà xíu nó cho em mè tới giờ. Cái này vài bữa nó đục mọt ra nó. Mày lấy hột hết rồi. Dạ, ủa vậy hả? Mà chính về đem về nhà để lấy hột hết mới đem về nè. Cực dữ à. Nó trong cái hộp á, nó đùng ra. Đựng vô keo kính mít nó vẫn có mọt gì. Dạ, nó trong hộp đâu á. Con này mày chín lấy hộp hết rồi. Bỏ trong tủ lạnh không có mọt. Bỏ tủ mát. Bỏ tủ mát lâu kìa. Nếu lấy hộp thì không có mọt. Lấy hộp hết. Dạ. Này 2 kg này mà me của bà 10. Nó đâu còn đất sống. Cô queo rồi, chị cảm ngon thiệt ngon, có chị 10 bên đây nè. Vậy vậy khỏi phải ấy. Vậy khỏi phải xào. Ngon thấy sợ. Lấy hộp ra rồi. Cô queo luôn, me ngon lắm, thịt nhiều lắm. Để chứ ăn cả năm đó. Tới mùa của mình mua. Dạ, tới mùa mua để dành. Làm gì cái để đi như vậy nè. Hồi xưa đi ra chợ mua cái dĩ dĩ mà mẹ nó làm vô trong cái hộp á, Phượng đúng không Phượng? Dạ. Ừ. Không ngon chị. Không ngon, chị mua không ngon. Không ngon, thấy không ngon. À nó trịch. Không ngon, không ngon như của mình. Còn là mà chỗ me rồi. Thịt vô đi. Em đó là em làm mua nó chị mua em làm mà đá me bán á. Ừ. Không chín lâu chứ. Rồi, tôm nó chín tới đâu rồi. Vừa chín. À xỏ lụi ra ha. Y như xưa ha. Lụi cho Sơn Hà đó. Dạ, và chín cho nguyên và chín cho Sơn Hà nguyên một dĩ tôm luôn. Sâu tôm luôn. Xiên, xiên. Xiên hả? Kêu ông Bảy đi lấy cái cây dừa vô cho xiên sổ. Lắm ơi cậu Bảy. Lắm ơi. Nay qua đây sung quá trời luôn. Hai là ba hả? Đi em ngoài đó đó. Ừ. Dạ. Hồi nãy em đi ngoài ba thấy nó nhiều lắm á. Không có cái dĩa đâu cơ. Có, anh em bưng cái dĩa đây. Có xiên. Dạ này là xiên không nướng tôm cho ngoại ăn. Dạ. Rồi để vô dĩa để nó rớt xuống. Để dĩa lên. Ngoại thích ăn nướng à. Hồi xưa nhìn nè Phục, ba mình đi để xịt trong về cái dưới đống đá vậy là chị em mình mạnh nằm nó lụi vậy nè. Mạnh nằm nó sợ sợ lụi vậy nè. Mạnh nằm nó lụi. Rồi cái bếp than thì lúc nào cũng có đoạn ghế. Nhà ngoại mình trại đó, lúc nào cũng lửa củi gì nhóc. Hồi đó con nhớ bên ngoại có nuôi tôm mà con về con cũng lấy tôm sợ lụi vậy nè. Ngon quá trời. Nhà mình nghèo chứ tôm cá bắt ăn mệt luôn. Chứ mua thì không có mua. Bắt không ông ngoại đi đóng đái nè rồi ông ngoại đi đẩy sạch á đẩy cái gì nè về thao thao vậy đó bữa nay mẹ làm một bịch bột hả mẹ hai á đó ủa hai á hả cậu đi làm đại đi có dư sách về hả sách về về đủ tôm không có thịt dạ. 3 giờ là thức rồi có thịt thịt đang luộc rồi dạ. Rồi chút là hết tôm là lấy thịt chiên. Bây giờ chiên cái chờ chờ thịt trộn vô, dạ. Xào thịt trộn vô tôm. Có thịt có tôm á. Dạ. Nhắm đủ như đủ lên hết thêm. Còn gì hết nè. Thôi được rồi cậu chín. Tôm với thịt rồi quá trời đây, nhiều lắm. Trời ơi, hái quá ngon. Hôm qua bắt hai hái. Dạ. Mà hơi ít ra rồi mua thêm nữa. Nay mùa khô nè, không có nhiều rau. Mà không mua rau thơm ở vô hả chị? Có đó. Có nè. Chị để từ khóm hết. Mẹ mẹ lật rồi. Mẹ lật để từ khóm hết đó. À. Khóm tự bên. Có cây này cũng của mình luôn hả? Của mình đó. Trời ơi, hai có trồng cây này luôn ha. Rồi bảy cho đó mẹ trồng này lên quá trời. Chính nhất gì chết hết trơn. Có thơm quá ha. Trời xanh xanh mấy gà lại nó ăn. Trời ơi. Nó nhổ cái cây lên luôn rồi chị nhắc này. Gà nhổ chưa nổi. Rồi bữa trước đây ông chính đeo ông nhắn lại về nghiêm hàng dài cái nghiêm trước ai sao nhổ không? Nghiêm trước sao gà nhổ sao hả? Cái trước mình đào ra nghiêm cái lại cắn gà quậy dữ lắm. Nó cắn nó gị lên á. Dạ. Nghiêm trước trồng sao nhổ? Sao nhổ? Hiểu ba thấy này thèm lắm nè, hiểu ba ở xa về không được. Mới về từng rồi. Dạ. Nãy rủ nó nói 2 3 tuần nó có về. Nó muốn về đến chị ơi, về không nổi. Không nổi. Dạ, từng nào cũng chạy về đâu chạy nổi. Ngon quá hả Tâm? Ngon quá. Hấp dẫn thiệt đó. Hôm qua đi qua chị Hai hái nè. Rau đủ thứ. Út 3, Út 13 ở xa mà còn chạy về mình ở gần mà mình không về là tội lỗi. Giờ chơi với ngoại. Thấy ngoại thấy thương quá, càng ngày càng già dạ. Già.
Vậy chứ mỗi lần con về là nhắc Sơn Hùng, Sơn Hà, Xiến à. Mãi còn nhớ giỏi vậy lắm. Cái tấm mà bông bông trải nào rập phát được như vậy nè. Mấy kéo nó hết, kiểu xéo nó hết. Trời, nhỏ quá quá. Nói gì được nói. Cái cốc này nó còn nhỏ nữa, nó sung. Chị Hai bên nhà. Hàng xóm. Chị Hai bên Hương á. Dạ. Vậy mẹ em tử chị Hai mình để chơi tại chị Hai bên Hương có vườn rau nè, trời nắng không có gì cho trời mưa. Sáng trời vẫn đông mưa cảnh, thấy chuyển quá trời, thấy chuyển mưa đó, trời ơi, chắc chịu mưa rồi, sắp sập đi vợ, cho tưởng mưa mà không mưa, cũng rất mấy hộp bên ta dọn đồ thấy bà luôn rồi, là chạy à? Rất chi mấy hộp ta dọn đồ thấy mồ, vậy thấy chuyện mưa, người ta không đi chợ, ta dọn ba cái đồ quần áo chị, cái ta nó ủng quá trời dọn suốt cả tiếng mấy đồng hồ. Có anh chảo cháy rồi không em? Tôm thì nó chín, còn thịt mình phải cháy. Cháy cho nó thấm vô thơm ha. Chín. Thơm. Để mình luộc nó chín rồi. Ngày xưa hay mài dao với đứt dĩa. Giờ cái đứt dĩa nó không có mài như giờ đứt dĩa nó lăn hính à. Là nó có sành như xưa đó. Ngày xưa bằng sành sứ gì đó, sành. Cái này nó bằng sứ bóng xưa mài ngon lắm luôn, biết hai ba cái là bé. Thế ra liếc ngoài máy lưu nước nóng dữ mà trên để ngồi nha. Này sắc dẹp hay sắc sợi mà sắc dẹp được rồi, mỏng phép rồi, mỏng hả? Thế chị sắc dày hơn trẻ đôi lại biết không? Biết. Dày hơn trẻ lại hả? Dày hơn chiếc thôi. Ừ, đúng đúng rồi, đúng rồi. À, giống con tôm vậy phải không? Dày vừa vừa thôi, đừng như vậy quá. Dạ. Dạ, mẹ muốn bự bự như tôm vậy đó. Ừ. Bự quá. Cho thử một cái. Vậy chứ sắc mấy cái chứ sẽ bét ngót rồi sư. Dạ. Tiếp mấy cái mà chín không dữ hay gì, bét lắm. Tôi nói không dữ, cái keo bét lắm. Đặt cái tỏi đi cả. Ê, trời ơi, sao nổi vậy mẹ? Da hả mẹ? Da. Da. Cái này bằng đá nha. Bằng á, bằng nó đập thôi. Sao cũng được. À, vậy mà con tưởng mẹ cháy tỏi ớt, hay là bỏ không vô chiên hả? Đỡ, làm đỡ. Làm mọi lần chưa xong, làm đỡ trước á. Dạ. Cái. Chứ mình phải cháy con cho nó thơm. Dạ. Cái tỏi. Ừ, để con thấy lạ sao bình thường mẹ cháy tỏi ớt. Làm đỡ trước một cái. Tưởng nay đổi kiểu. Trong thời gian chờ đợi, chịu ăn xíu. Ăn hết rồi. Bởi vậy còn lại mẹ xíu ăn hả? Dạ, khỏe. Có đi đâu phải giác theo chảo kìa. Đó. Cái đó gọi là tài sản. Do cái đít chảo nó sần sùi á nên cái độ tiếp xúc nó nhiều. Nó giòn. Nó không xài cái nó giòn nè. Ủa rồi có cắt cái chuối không, đặng lấy không, nó khỏi. Khỏi hả? Có, cắt dùng tàu thôi nhắc ơi, nửa tàu thôi nè. Muốn cái muốn là có à. Tại vì nhớ hổng mà có lá chuối. Cần mai cái chuối ơi, mới chị bảy lên hai chuối cần cái giờ chưa lá. Quá vậy, 2 năm rồi. Còn sống mình nó trời nắng nè, nó cái đỏ nó đứng rồi. 2 năm rồi cái chuối chưa trổ hoài. Trời ơi. Nó đứng nó đứng hoài vậy. Chơi vậy đó. Trời nắng thì nó ngáp ngáp à. Nó ngáp ngáp. Vậy cho bằng nghĩa là bằng gì chưa? Bằng nghĩa luôn. Nghĩa
À, thịt cơi nhiều dữ lắm á. Dạ. Tôm tại vì tôm nó nhiều mà nó bự á cả. Dạ. Con nó to không à. Con hao lắm. Hao lắm. Nó phải tinh nhuyễn á, nó không hao. Rồi đã nhuyễn. Đây. Người này chỉ biết làm gì thôi, sao rồi. Ở đây nữa đi. Rồi đó ta đi nào nó xấu xấu mặn này đây. Ừ, vậy chứ. Bây giờ quá là đẹp mình. Vậy ai làm? Phải khen tao tao mới vô làm chứ. Bây giờ nào đẹp đẹp cho mặn này đi. Đây để lấy giấy. Làm đẹp đẹp làm tao hết đi. Ở nhà con đâu thấy cây chuối nào đâu cậu Chính. Hay ghê không? Có ăn. Có là có chuối liền phải không? Có tiền là muốn không được phải không? Ở ngoài thoải mái thiệt. Tôm cá rồi cả đống luôn ha. Ở dưới quê vậy đó. Nếu ai chịu ăn là cá, ăn cá mà ăn ăn không hết luôn á sư. Dạ. Ủa Tướng Anh nay không ở nhà mà Chính. Anh đi làm đi. Xuyên làm dữ ha. Làm nó dọn đồ nào không kịp. Dạ. Vậy là giỏi rồi đó. Sơn, cái Sơn thấy hay không? Dạ. À, ba nó đi chở đồ đâu trên Túc trên Kim vậy mà hai cha con gặp nhau mới hay ấy chứ. Dạ. Trên Long á. Ờ mà hai cha con vậy gặp nhau. Vậy luôn rồi. Thấy không hai cha con bộ mặt hung như đấy vậy mới hay á. Ở nhà mà chở vậy, chở nhỏ gì đi rồi chết liền luôn á. Gặp nhau có kiếm không ba lần cơ. Kiếm mới chạy theo kiếm. Hả? Ba treo nhắc chở xe con nào nha. Nói đoạn rồi. Vậy hai cha con gặp nhau cười đâu. Mấy cô ai cũng khen Tướng Anh hết, anh Bảo cũng khen nữa. Đây Tướng Anh dễ thương, bởi vậy ở nhà thờ là hợp với lắm rồi. Vậy cháy thì dễ thương. Cháy tỏi tiêu rồi. Tỏi tiêu. Mà Tướng Anh dễ thương thiệt. Mà nó đối với ba mẹ nó cũng dễ thương đó. Cô bác thì nó có hiếu với bà nội là hay kia nhất. Dữ lắm rồi. Con kia nữa nay con kia còn có hiếu. Dân anh hả? Thấy bà nội đây nằm dưới đất ấy. Thấy nội nóng quá. Ngoại nhìn ra ra thấy bà nội lực nằm lăn đất khi mẹ gắn như người. Bà nội nó có phước. Bà nội nó nóng mà nội nó. Vậy là có phước rồi. Nó nhìn ra ra thấy bà nội nó. Đưa cái giò lên trên ăn lên trên. Coi nó chụp lẫn lên coi mẹ này coi ai mà già tao chín mấy tuổi nằm là. Ba ngày nằm dưới đất giờ lên. Bà nội ưa dựng cái giò ngược lên lắm. Giò ngược lên trên salon hả chị? Ừ. Vậy nó chụp lại nó gửi qua máy em cho em coi. Tên chụp lên ra. Này đẹp quá ha, làm kiểu nó sức rồi. Ủa ngày nhẹ quá vậy nha. Chụp nó đi. Mà cái chiên ngồi cắm đi. Ngon rồi. Mẹ cháy một chảo nhưng mà chiên như đây đâu có hết nổi ha. Chứ còn tôm đâu có thấm. À. Không đủ, thì nhiêu đây mới đủ nè. Tại ban đầu định làm có một bịch bột thôi. Rồi mấy cậu nó chiên nhiều đi đặng xách về. Đi thùng lôi hả? Em ngồi chơi đi coi chiên yeah. Nó xèo nè mẹ. Đi lần nữa trở lại rồi. Ta nói là một cái hai sức tư là gì đó hả? Dọn đường, dọn đường. Con Phượng, giờ rồi cho tổng thống đi. Cho nữ hoàng đi chứ. Nhìn vậy. Lá này đẻ về nó kêu nó chuyện đi. Trời ơi. Chứ con thấy con dịnh đi đi hả? Rồi, không biết sang nhà ngoại nè. Rụng ít nữa hả? Ủa? Quên đem sạn về không? Mỗi cái đem chảo đem sạn rồi về đủ. Con mẹ con bạc nó ngon kìa, ngon ha. Hai cái vua mà đưa bạc sữa. Cũng nặng chai Úc đó chị. Chị Nam không có rủ mỏng luôn gì chơi hả? Sao chị có rủ? Có rủ khanh. Dạ, ai cũng có việc hết. Rủ khanh không có hứa. Hứa không? Sao? Không hứa hả? Khanh em không có hứa. Trời ơi, có công việc nhiều quá. Khanh không đi việc.
chủ nhật nè, ở trên đó có nhiều chuyện lắm. Tôm này là tại mình sợ chiên bự hao chứ nó bự ngon không mẹ? Ví dụ như con tôm này là nhỏ ngon, chiên 5-6 con, mềm hơn con dễ ăn không? Tôm bự thì có 3-4 con, cái thấy nó không đều phải không? Đẹp. Nó nhỏ nó mềm hơn. Dạ. Nhiều quá ha, nhiều nhân quá. Có nhiều chỗ bán bánh xèo của con tôm ngay xong. Bỏ không à? Là cái bánh thiệt rồi, bữa có hai tôm mà. Dạ. Dạ dạ dạ. Chị ơi, nó cái giá mà làm hai hay một. Để gì nó đi cái. Dạ, ít người mà vậy. Ok. Qua cũng thiếu rồi. Qua lần. Để lâu lắm mà nó chưa mềm luôn á Sơn. Dạ. Giòn, cái độ giòn á. Có nhiều cô chú đấy thêm nước ngọt, thêm coca hoặc là bia để cho nó giòn. Nhưng mà nước ngọt thì nó lợi lợi. Dạ. Còn sợ nó ngọt nó dính chảo á. Dạ. Còn xứ mình xưa giờ không có pha vậy. Pha nước lã hoặc nước dừa. Nước dừa hả? Nước cốt dừa. Thì không có nhiều chiên ấy, cái còn dư 2-3 cái bột. Cái bột nãy sắc qua cái nó bị chua rồi. Bà bả là người đứng nhìn thôi. Đứng nhìn với đứng nếm thôi. Hai chả chị nghệ ha. Món bánh xèo này thường thì chị Dương Ca cũng xiên chiên vậy đó. Cái chảo này của nhà Dương Ca chiên có hết sảy đó. Phải mà mấy cái chảo này có bán con tài trợ cho mỗi nhà 1-2 cái. Giờ mua không có. Giờ mua không có. Hả? Mỗi lần đi xách chảo cực quá. Bữa hôm chị có đi thành phố chị ghé kiếm cũng không có nè. Đi nó cái mặt đó là bị học hộp đó phải không? Dạ. Nó có cái học mặt niệm vậy đó. Nó cao thấp vậy đó nên là nó dễ giòn. Cái này chị mua ở Cần Đước ở điện máy xanh nước nè. Qua đợt rồi. Dạ, qua đợt. Dạ, không, chị Nhi không cho mà. Nó hơi bánh sâu, bầu, nó bự quá. Giống như cái nồi vậy á. Cái chị lấy cái này chiên không có được. Bữa nào đi cóc mắt cái kiếm. Mấy cái chiên không đi cóc mắt kiếm. Cái này chị mua 430 ngàn hay 450 ngàn vậy đó. Hôm trước chị có đi rồi mà. Và nhà chị giờ chảo nhiều lắm hỏi thôi nghe. 4-5 cái chảo nhiều chảo ập ập mà nó có cái này nó lạ. Nhiều chảo lắm, tại chị thích chảo mà. Giờ về hả kho cá rồi bằng chảo mà bấm bấm á. Dễ làm lắm. Giờ đây đi khi nó ăn rồi là chị làm mắt nó xếp rồi hả? Mắt nó xếp rồi. Cái chảo này chưa có bằng. Nó có giòn bằng đâu. Nó phải hơi vàng vị hơn tí nè, chứ nó cũng không có giòn bằng chảo này nữa. Nó thấy rõ ràng không? Nó thì dính lên là thế nào? Thì để ra ha, cẩm. Để cho nó cẩm. Đây, đây, đây. Giờ 7 giờ. Cái chảo này mình bạn cái kia. Rồi, đủ rồi. Gồng lớn rồi. Nay nuôi gà nhiều không mà chín? Còn nhiều không? Ít vậy. Dạ. Tướng Anh nuôi hả? Dạ. Hổm về đây nó gái rần rần hôm nay ít rồi. Nuôi đã rồi cái về với tặng cho người con, xách về nấu cháo. Vậy đó. Kệ đi. Cái này ngon chưa? Dạ, ngon tiện quá chừng. Bố con ngồi bắt trước làm cái. Làm cái khung cái trồng cái bao vô. Trồng cái bao vô xong dạ. Mình lấy cái bao mình để mình xe gồm lấy đi. Dạ. Hay á. Thì vịt nướng mẹ ăn với xôi. Đó, là bánh xèo. Anh Mừng phụ cho bánh xèo. Rồi mời cô chú nha. Mình ra phía trước cho mát ha. Ngoài này nắng được.
xào ngon không? Nhà đây mát mẻ đó. Sáng mua thêm phải không em? Dạ, sáng mua rau thêm nữa. Nó xèo có cả nhưng mà sao không? Ở này mát ha. Ừ, mát quá trời luôn. Đủ chưa hộp thôi con chính. Cũng phải mời anh em ruột từ đây. Mấy năm nay không đi chứ. Từ lúc được bây giờ không đi luôn á. Ở đây còn vậy anh Tư không lên hả? Nửa rồi hả mà, nửa thau rồi phải không? Được nửa thau rồi. Dạ, chút chiên sau mình ăn trước cho giòn. Xong xong rồi chiên thêm. Mình được hai dĩa rồi hả? Dạ. Rồi còn dĩa xôi với dĩa thịt nữa kìa, cũng nhiều lắm. Ăn chi đủ ăn không? Đủ ăn không? Ba dĩa đủ chị. Ừ. Nó ăn chị đi thì nói. Dạ, dạ ăn xong đi. Ừ. Đủ ăn thôi. Bữa nay mình chưa tới 10 người mà. Để mình hút rau sẵn đâu. Để mình hút rau sẵn đi, cho nước mắm là sẵn đâu. Nó nằm trên nè. Chưa? À, mình lên nhập tiền đi. Dạ. Không lên. Bây giờ mượn cái bơm đây căng nước đang bơm căng nước. Rồi đi rồi cả nhà mình ăn đi còn dạ, thao đó chút xíu. Dạ. Thiếu hai anh tên chị Tư. Đủ mắm chưa? Đủ mắm rồi. Dư à? Dư à? Dư. Đủ 10 người á. 5 canh xiên là 4 5 6 7 không đủ. 7 8 9 gì à? Có đủ thư nó mới về kịp không à. Có bình thường hả? Tú ơi 19 năm mình chạy về luôn hả? Về nó mới về. Nhiệt tình lắm. Ủa mới đây mình cho ngoại cho tôm hùm luôn luôn rồi để bánh xèo không điện vũ về. Tao tao mới mang tôm về đây mà. Về không? Ai? Nó thư. Nói để con thủ cũng chạy về. Điện lâu chưa? Điện lâu chưa? Sớm hả? Nó mới lên rồi sáng có ghé em. Thì sáng nó chơi với con. Ừ, sáng ngồi chơi với em. Hỏi con còn mẹ không? Con tên tiệm nào có nhìn rộng cái nhà đổ xèo này nè. Có một bạn từ vừa đổ. Đi hoài chắc mắt tối quá. Có một tiệm đó hả? Wow, béo. Con mới về vừa tới là phối cổ rồi đó hả? Phối cổ rồi. Chị mới vừa nhắc chị đi. Ngày nãy xanh nó không về. Mới nhắc thì vừa xong, anh vừa tới đó. Anh nhắc mới nó có nói về chị. Nói về cẩm thấy nó bạn nó bữa em nói linh quá ai chắc cẩm nó linh quá nhắc thầm linh quá nên mỗi em chết đốt nhà mũi em cũng linh. Em cũng nghe nè. Cũng linh. Linh vậy linh cỡ đó đó. Có đây chút xíu mà cái chân nó là bồng xíu bồng mắt không phải cái nhà nữa mắt qua tới mắt đó lại nãy giờ có mở 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 đã chưa? Em tự sao đồ liễn 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 nè cưng không? Ăn rồi chú cho nằm súp lớp đây đi. Ăn rồi cho con mới lạnh nằm ha. Cái chú được không? Con mới về hả? Dạ con mới về. Ở Khanh thấy gì lạ không Khanh? Con dạ, dạ. Thấy gì lạ không? Con là sao mẹ? Thấy nhỏ. Ờ đúng rồi Khanh thấy. Chị Cẩm. Chị Cẩm hả? Mẹ răng bánh xèo mẹ. Ra bánh xèo. Mẹ răng bánh xèo. Ngoại răng xèo. Răng bánh xèo mẹ. Chưa đói hả? Chưa đói hả? Một giờ rồi. 12 rưỡi. Để trưa. Mình bọc chưa ra để trưa tụi con ăn rồi mẹ ăn miếng. Dạ. Giờ ra ăn nè. Giờ ra ăn nè. Anh Tư về chưa? Anh Tư không có về mẹ. Anh Tư bận rồi. Dạ, tư bận rồi.
Má đang nó xèo đi má. Thì có kêu anh không về. Anh nói em mất công việc rồi, anh về không được. Tụi con ăn miếng bánh sao? Đây, để em bánh ăn. Ăn không? Dạ. Cuối tuần làm ly hả anh? Dạ, mới về. Đủ bản này, nồi nhảy đồ ăn. À, ngon ha, vài dĩa bánh xèo luôn. Rồi, rửa tay đi nha. Rửa tay nha. Bạn ở đây làm rồi. Vậy đi. Tổng thống tới. Ngoài ra kìa. Thái hậu dạng tế, dạng tế, dạng dạng tế. Bình sang, ủa bình sang. Ngồi đây. Ngồi đây. Chung vui đinh này đi. Thái ngồi đây à. Ngoại ngồi ghế được không? Ngồi ghế được thì ngồi nè. Lấy ghế dựa đi. Xiến cho mà. Cho cái ghế dựa. Không không. Có cái ghế dựa trong kia kìa. Cái gì đây? Con. Nè, vậy hả? Trời ơi, để ngồi đó đi cho yên tâm. Thôi bản này cho giữ. Lấy cho ngoại đi. Để qua làm anh em giữ trước đi. Lấy cái nhé. Đây nè. Thôi thôi. Dạ. Rồi, dạ. Kiếm nãy đi. Thôi kiếm nhậu lên cho chị năng lực cho ngồi một cái nó quạt. Phải không? Phải không? Ủa mấy này phở? Ủa dù nó nóng dù nó đó. Này nhẹ như sô chu rồi đó. Chu mà. Ủa làm cái nào cho mẹ đâu? Vì chưa gì em nói con miếng vàng trọng nè, không chịu uống. Ráng ráng uống cho tới miếng vàng rồi chứ. Lấy cái chén bỏ bánh xèo cho cô ở trong nhà. Nè, làm bánh xèo cho mẹ. Chén chứ mà đi, để Khanh lấy chén lên đi vậy. Giờ chưa có mời uống trước hả? Dạ. Uống hết rồi uống nữa. Nó luôn nhận hút cái vàng chút luôn. Ừ, vàng nó lắng nè, thấy không? Cái vàng rõ ràng ha. Ừ, uống hết cái vàng vô bụng chứ. Uống chờ lại miếng vàng thôi, sắp chạy lên tiệm. Nè, con thấy không? Dạ. Sắp chạy lên tiệm. Mà vô có mắc cỏ không đây ta? Không. Cái mỏng vô lắm mà. Rồi, ăn đi. Bây giờ trước mắt mình ăn một miếng nha. Ờ, cho mẹ mình miếng dịch đi cẩm. Nè xíu. Rồi Khanh ngồi tới ngoài anh. Còn chứ con nói với cô chứ con uống cũng đựng vậy được lại. Khanh ơi Khanh. Con đựng đốt nhà cho anh đỡ. Dạ. Kinh cắt dài miếng thịt này. Có nóng vô mới lạnh đừng á tràn tràn vòng đường thì. Khanh. Dạ. Không quen hả? Tưởng tướng Anh về. Không nhắc đi, thấy tướng Anh thấy thương lắm. Một cái sọt lớn vậy thôi. Một bao nằm ở trên, một bao đeo sao đó, bao ngồi đây. Đây. Sọt nó đi trầm lên bao nữa. Thấy nút ruột còn nhỏ nhỏ xíu không à. Đây đi. Vậy nhỏ nhỏ xíu mà. Vậy chứ nó mạnh. Mình bằng. Dễ luôn. Dễ luôn. Dễ luôn. Dễ luôn. Người nói thấy thương. Nghe tháng này đâu lấy lương đâu còn cho thêm 3 triệu nữa. Dạ. Sao vậy? Tại thương lắm. Tại thương. Cho 3 triệu làm chi? Cái vậy? Không biết hả? Cho chơi vậy đó. Cho chơi vậy đó, trời ơi. Lai sọt vậy đó. Không phải. Phải thấy thương, phải nó mua điện thoại nè. À. Không cho, không cho. Không cho, không lấy lương mà còn cho thêm 3 triệu nữa. Không cho chơi. Đó, chị bán làm cái gì đó. Rồi, mà chính ăn không? Chính. Chính rồi, mà chính. Trời ơi, sơn rồi biết hả? Sơn rồi ghế nè. Con ngồi rồi. Đủ rồi mà. Mọi người hai cái cốc phải không? Chị hai, chị Năm hái đâu? Có, bên kia được á. Có cốc chua mới ngon chứ. Ăn mấy cái đầu mình rồi. Nó xè xè ra. Ở đây ăn mát à, hôm nay mình ngồi nhà nóng á. Đây lý ẩm quá trời. Ngoài này nóng, ngoài này gió nè chị, gió trên đồng xuống á. Đây hướng nào cũng tới được hết á. Đó, hướng phía bên hồng. Để mày mốt mình lấy mốt mình ken thêm cái nè. Mình ken thêm cái bàn nữa chị. Cái bàn nữa. Ken thêm cái bàn nữa ngồi lịch sự. Rồi. Đây nè mới về mua đông người thì mình ken thêm cái bàn nữa. Chứ trong nhà mình nóng quá. Trong nhà không có gió. Đúng rồi. Gió thấy không chị nghe mát không? Mát. Thì lý tưởng rồi nè. Mát cái lưng đó nè. Hồi mới này cái nghe gió Nam, Tây Nam phất phất cái chị nhớ hồi đó mình ra ngoài trại á, cái nước lớn đầy á.
ngồi mới kêu hoài không muốn về nhà. Má có mắm á. Má với cái mùa này cái ngoài nói đây không có lá nên trời nó trống á. Lớp nam lên cái đẻo dừa làm nghe chạy bùm. Mười mấy đứa tắm xong á. Thả bùm rồi đua rồi vui lắm. Nước mắm rồi chị Năm. Mắm rồi. Bữa nay chưa chuyển qua Tây phải không chị? Nay bắt đầu chuẩn bị qua Tây nè. Nam rồi. Đây là bên đâu qua bên đâu? Để dưới này nổi lên. Ừ. Nhà mình ngon mẹ. Nhà mình nước này nổi lên là mát dữ lắm luôn. Nhà trăm nghỉ vô. Ăn ngon. Đẹp đầu vậy. Hồi nhỏ gió Tây á là cậu bắt đầu cậu đi lang thang mà bờ sông cái mà. Lượm đồng Mỹ. Ủa vậy hả? Miếng chất tàu Mỹ nó đậu mà. Rồi cái đồ hết đáp để dục xong tôi. Tàu Mỹ á, tàu nhà thương á. Cá hộp. Có là hả cậu lượm nguyên thùng cam luôn. Với tinh luôn. Ừ. Hết hạn sử dụng. Cam á. Hết hạn sử dụng. Cái cam hả? Cái cam hả? Cái gió thổi. Cam Mỹ nhà kè. Mà nó ngọt dữ lắm. Gió Tây Nam thổi về đây nè. Cặp vô cặp mé mà đó cái bẫy xuống cái không có cây bàn gì hết. Một biết chị thích lượm được cái gì vậy? Thích tâm khô. Đúng rồi. Ừ, bẫy cũng ngon sợ. Rõ rồi, hai lần đi mà. Thấy mà rõ sao nó nổi đây sao cái, cái gói bảy món nó tao. Tao đậu ngoài đây nè. Tao đậu ngoài đây nè. Mà rau nguyên không à, nó rau nguyên không à. Nó ăn hết tao hết. Đá cũng qua không. Cái đó có hai chiếc tàu lớn tàu nhà thương á. Cái thùng cỡ 10 lít á, cái thùng tròn mà màu xanh xám. Một chiếc tàu nhà thương với một chiếc tàu. Mà chị nhớ nữa nè, thịt muối người ta cũng ngon nữa. Muối cũng ngon nữa, nó thầm thầm không phải như muối bột của mình đâu. Muối không có màu chát. Chị nhớ bây giờ muối nó mặn hơn. Mặn dữ lắm. Mặn như bịch nhỏ nhỏ vậy, như bịch đồ niêm vậy. Lại tắt lửa rồi hả chị? Em nhớ là mở trù phải không? Mở trù chiên bánh á. Ừ. Sao mở trù chiên bánh ngon ha? Bánh với mình không ai ăn á. Không có, để chiên bánh thôi à, chứ không ăn được. Nhưng mà đều đó em nhớ mở trù đó. Ừ. Mẹ nghe chiên bánh á. Cho mỗi lần mua chút rượu nó đang hát cho mấy linh sắp cho. Mở trù đâu có chiên đồ ăn được anh. Để chiên bánh à. Biết nó làm gì ta? Mỹ làm mấy nó ăn. Nó ăn được chứ tổng vô cái thùng này nè. Thùng thùng bự lắm, 2-3 kg vậy. Các chim bánh được, chim ăn được thì chim bánh. Được. Mà mình không có chim đồ ăn, mình chim bánh mà. Nó đặt lại. Bản heo, bản heo. Còn bản trù mình nói ai ăn cái đó. Nó đặt lại liền hả? Nó mau đặt lắm. Giống như mỡ bò đồ vậy. Vậy đó. Mỡ trù hay là mỡ là con cừu. Mỡ trù. Trù là con cừu á. Cừu trù á. Mà kêu mỡ trù. Chứ mình thực tế là con cừu lắm đó. Ở nước ngoài họ kêu bằng trù. Chứ đâu có con trù. Nó mà kêu lê trù chứ đâu có con trù. Hả cậu? Việt Nam kêu con trù. Nó kêu là gì? Kêu lê trù. Tại mà máu con quá. Nước ngoài không kêu con, kêu lơ, kêu la. Lơ. Lê hả? Lê trù. Có ông chùa nào mà ông giả là ông nói có ở Việt Nam mình có hai cái con đó là Phật với trời là hai cái con. Rồi con gì mà nó chó đẻ, chó đẻ đâu xanh, đâu xanh, đâu xanh. Cuối cùng nó là con trù cha với con đường mẹ. Thử hoàng đó hả? Hay nói là Phật trời không chấp nhận. Trù cha với đường mẹ. Rồi nó còn trâu xanh thì kệ, trâu xanh chó đẻ thì kệ, chó đẻ. Xong rồi mà. Cho anh quà. Cho bác ba. Ôi, ông Lan Trang rồi. Quê quê. Quê ông Lan Trang rồi. Nó đỡ lành nữa hả? Nó đổ quanh năm nó nhỏ xíu à. Đổ nó cũng đổ. Nó lấy cái cặn nó ngoéo một cái. Đâu bỏ ngoài. Má mình đánh hết vô đây nha. Không nhắc nổi rồi. Nhanh nâu quá ha. Nằm mấy em rớt nè. Ăn hết nửa thật á. Em còn đi nè. Ăn thịt cái nước cái nước sèn. Lát cà đá của bà bảy bà không mà mày. Mà anh rớt con quỳ nè. Để con. Không được, chiều em đi đám cưới. Ủa một cái hồi nó khó chịu lắm. Chiều mắt lấy xe phải không? Vô thăm nó hỏi đồ còn mắt gì. Cái nó vô hỏi em sao mặt em không nhận uống đủ cái gì em không có. Hỏi sao mặt đỏ nó tại nó đỏ. Tự nhiên nó đỏ vậy đó.
Không có, tại thấy mấy anh em mắc cỡ em đổ hàng. Bán đâu bán được chắc. Được bán khá. Giờ em xin nhiều cũng cho. Phải cho làm gì cho chơi. 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 Bác chưa xin cho đã làm chuyện. Chơi. À đó giờ vậy mà. Ủa? Đó giờ vậy? Đó không? Để nó cái mẹ để anh nghĩ quá nhiều tham dự nhiều cảm xúc quá. Còn ổng nghỉ mấy ngày mấy bữa sau giao tới tối tối bữa nào tối tối cái khu vực đó của nó không giao thì dồn hàng rồi. Nó lãnh một áp rồi đó. Đúng rồi, mình nó hai áp vậy đó, nó dồn hàng rồi. Giao thấy một giờ thì nó nhà em 8 giờ. Giờ tao mua đồ tao gửi mạng nhiều anh hàng á. Nhưng anh mua đồ mạng không nên mua đồ cho em rồi kia. Trời chưa xong rồi no hết rồi. Giờ còn thao bột chứ nữa. Vậy chứ mình đổi ăn à, hôm nay Hoàng Sơn cùng ở nhà mình qua ngoại ăn bánh xèo ha. Giờ mình sắp xong rồi. Còn một tô bột ở dưới nữa. Rồi thôi tạm biệt cô chú nha. Hẹn gặp lại cô chú mình ở video sau nha.